Chào mừng các em đến kênh Hải Liêm cho mày dạng. Hôm nay thầy xin dẫn các em toán lớp 6, bài số 3 chương 6 sức cấp nhiều nha. Chúng xem bài giảng của Hải Liêm nếu có thấy quảng cáo, các xem hết quảng cáo giúp Hải Liêm để thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ học tiếp bài số 3 đoạn hẳn nha. Thứ hai phần bài tập. Trước hết mình sẽ làm câu số 1, quan sát hình 49 và cho biết điểm nào thuộc đường hẳn MN và điểm nào không thuộc đường hẳn MN nha. Như vậy mình sẽ quan sát hình thì đoạn hẳn MN là từ đây tới đây, đúng không? Như mình thấy là giữa đoạn hẳn MN sẽ có một điểm là P. Như vậy là P sẽ thuộc đoạn hẳn MN. Và mình sẽ có một điểm Q này, nó không nằm giữa M và N nên nó sẽ không thuộc đoạn hẳn MN, đúng không? Như câu 1 mình trả lời như sau. Điểm B sẽ thuộc đoạn hẳn MN, đúng không? Và mình sẽ có điểm quy sẽ là không thuộc đoạn hẳn MN, đúng không? Giờ như là mình xong câu số 1 nha. Giờ câu số 1 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video để biết các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 2. Câu số 2 người ta kêu mình quản đạo vẽ đoạn hẳn PQ. Sau đó mình vẽ điểm Y thuộc đoạn hẳn PQ và điểm K không thuộc đoạn hẳn PQ, đúng này. Giờ trước hết mình sẽ vẽ một đoạn hẳn trước nha. Mình sẽ vẽ một đoạn hẳn nằm ngang này, đúng này. Mình đặt tên là PQ. Đầu bên đây thì mình đặt tên là P, đúng này. Và đầu bên đây thì mình sẽ đặt tên là Q. Giờ điểm bên đây mình đặt là P. Giờ điểm bên đây mình đặt là Q. Giờ mình sẽ đặt chấm một điểm ở giữa mình đặt tên là Y. Giờ mình sẽ vẽ thêm một điểm, mình chấm một điểm ở ngoài, mình đặt tên là K. Như vậy là mình sẽ có là một đoạn hẳn PQ và một điểm Y sẽ thuộc PQ và điểm K sẽ không thuộc điểm đoạn hẳn PQ, đúng không? Như vậy là mình xong câu số 2 nha. Giờ câu số 2 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video thầy biết các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 3. Phát biểu đầy đủ các khẳng định sau đây. Câu A, nếu điểm C là trung điểm của đoạn hẳn PQ thì điểm C sẽ nằm giữa hai điểm B và Q, đúng không? Như vậy ở đây mình sẽ để là nếu điểm C là trung điểm của đoạn hẳn PQ thì điểm C, chỗ này mình sẽ để là chữ C nha. Đúng không? Sẽ nằm giữa hai điểm là điểm P và điểm Q. Đúng không? Và mình sẽ có hai đoạn hẳn là CB và CQ sẽ bằng nhau.
như đây mình rẽ là CB và CQ sẽ bằng nhiêu. Đường này như vậy là nếu điểm C là trung điểm của đoạn thẳng BQ thì điểm C sẽ nằm giữa hai điểm P và Q, và hai đoạn thẳng CB và CQ sẽ bằng nhau. Còn câu B, nếu điểm G nằm giữa hai điểm Y và K, và mình sẽ có là GY sẽ bằng GK, thì điểm G chính là trung điểm của đoạn thẳng YK, đúng không? Như vậy là nếu điểm G nằm giữa hai điểm Y và K và mình sẽ có GY bằng GK, thì điểm G chính là trung điểm của đoạn thẳng YK nhé. Giờ như vậy là mình xong câu số 3 nhé. Giờ câu số 3 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video, thầy biết các em làm đúng nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 4. Câu số 4 thì người ta kêu mình quan sát hình 50. Điểm Y sẽ thuộc đoạn thẳng nào? Như mình thấy là điểm Y ở đây. Mình thấy Y sẽ thuộc đoạn thẳng AP. Đúng không? Vì mình thấy nằm Y nằm trên đoạn thẳng AP. Và Y cũng nằm trên đoạn thẳng CD luôn. Nên mình sẽ có điểm Y sẽ thuộc AP và điểm Y sẽ thuộc CD luôn. Đúng không? Giờ như mình trả lời câu A nhé. Như vậy người ta hỏi là điểm Y sẽ thuộc đường thẳng nào, thì mình trả lời là điểm Y giờ mình thấy là điểm Y sẽ thuộc đoạn thẳng AB. Và thuộc đoạn thẳng CD luôn, đúng không? Giờ mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B người ta hỏi là điểm Y là trung điểm của những đoạn thẳng nào? Thì mình thấy là Y sẽ là nằm trên đường thẳng AB. Và mình sẽ có IA bằng IB, có nghĩa là Y là trung điểm của đoạn thẳng AB, đúng không? Và mình thấy là IC cũng bằng ID luôn, như vậy có nghĩa là IC là trung điểm của đoạn thẳng CD. Mình trả lời là điểm Y sẽ là trung điểm của Y là trung điểm của đoạn thẳng AP và CD luôn, đúng này. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu C. Như vậy là câu C người ta hỏi là điểm A không thuộc những đoạn thẳng nào, thì mình thấy là điểm A nằm đây, đúng không? Còn đoạn thẳng CD ở đây, đoạn thẳng là IB nằm đây. Như là A sẽ không thuộc đoạn thẳng CD, không thuộc đoạn thẳng IC và không thuộc đoạn thẳng ID, cũng không thuộc đoạn thẳng IB luôn, đúng không? Giờ mình trả lời câu C nhé. Thì mình thấy là điểm A không thuộc đoạn thẳng chính là đoạn thẳng CD, đoạn thẳng IC, ID và IB. Như điểm A sẽ không thuộc đoạn thẳng CD, IC, ID và IB nhé. Giờ như là mình xong câu số 4 nhé.
Giờ câu số 4, các em cỡ nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm nút hết video, thầy biết là các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 5. Trong hình 51 biết AB sẽ bằng 4 cm, BC bằng 7 cm, CD bằng 3 cm và AD sẽ bằng 9 cm. Câu A là người ta kêu mình tính độ dài đường gấp khúc ABCD, đúng không? Giờ thầy sẽ làm câu này. Câu A, độ dài đường gấp khúc ABCD là độ dài đường gấp khúc ABCD là như vậy. Đường gấp độ dài đường gấp khúc ABCD thì mình sẽ lấy đoạn AP cộng cho độ dài đoạn BC cộng cho độ dài đoạn CD là ra kết quả. Như vậy AB thì mình thấy bằng 4 cm, BC là 7 cm và CD bằng 3 cm. Như là 4 cộng 7 cộng 3 thì bằng bao nhiêu? Sẽ bằng 14, đúng không? Đơn vị sẽ là cm nhé. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu B. Câu B người ta kêu mình so sánh độ dài đường gấp khúc ABCD và độ dài của đoạn hẳn CD. Như vậy mình thấy là độ dài đoạn CD, độ dài đoạn hẳn AD là 9 cm, còn độ dài đường gấp khúc là đến 14 cm. Rõ ràng là độ dài đường gấp khúc phải lớn hơn, đúng không? Như vậy câu B mình trả lời là độ dài đường gấp khúc ABCD sẽ lớn hơn độ dài của cạnh AD, đúng không? Được. Như vậy là mình xong câu số 5 nha. Giờ câu số 5 có em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video thầy biết các em làm đúng nha. Giờ tiếp theo mình sẽ qua tiếp câu số 6. Câu số 6 hãy tìm một số hình ảnh về đoạn hẳn và trung điểm của đoạn hẳn trong bậc T. Như là mình thấy là trong bậc T thì tâm của đường tròn là trung điểm của đường kính. Vạch ở số 10 là trung điểm của cây thước dài 20 cm, đúng không? Giờ hãy trả lời câu hỏi này nha. Như vậy trong thực tế thì mình thấy là tâm của đường tròn là trung điểm của đường kính. Vạch ở số 10 là trung điểm của thước dài 20 cm.
Đúng rồi. Như vậy là mình xong câu số 6 nhé. Giờ câu số 6 các em nào có kết quả giống thầy, các em có thể bấm hết video thầy biết là các em làm đúng nhé. Giờ như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm thích và chia sẻ video này cho bạn bè cùng xem. Các em có thể chia sẻ video này cho bạn bè cùng lớp và các bạn bè hàng xóm nha, càng nhiều bạn xem càng vui. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm thì các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem được những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.